Sáng nay 18 tháng 7 tại thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng Đông Nam Bộ, chủ trì hội nghị hội đồng, cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thành Nghị, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, các đồng chí lãnh đạo bộ, ngành, cơ quan trung ương, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thuộc vùng Đông Nam Bộ. Vùng Đông Nam Bộ có vị trí vai trò quan trọng là vùng kinh tế năng động, sáng tạo, đi đầu trong đổi mới và phát triển, đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế của cả nước. Với vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và hệ thống cảng, sân bay quốc tế thuận lợi, Đông Nam Bộ là đầu tàu kinh tế lớn nhất cả nước, trung tâm du lịch phát triển các loại hình dịch vụ, công nghiệp, công nghệ thông tin, viễn thông, logistics, với hạt nhân là đô thị đặc biệt thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế, có sức hút và lan tỏa của vùng và cả nước. Hiện nay, hệ thống đô thị và kết cấu hạ tầng tương đối phát triển, sắp tới sẽ có tuyến đường cao tốc kết nối Mộc Bài, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, tạo thuận lợi lưu thông hàng hóa các nước ASEAN đến thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu. Sự liên kết, hợp tác phát triển kinh tế xã hội giữa các tỉnh, thành phố ngày càng được tăng cường và có nhiều điểm sáng đáng ghi nhận. Với diện tích chiếm 9% và dân số chiếm 20%, nhưng vùng Đông Nam Bộ đã đóng góp hơn 30% GDP, khoảng 45% tổng thu ngân sách nhà nước và hơn 32% kim ngạch xuất khẩu cả nước. Góp ý cho phát triển vùng, các đại biểu đề cập đến giải pháp phối hợp và thu hút nguồn lực xây dựng mạng lưới giao thông vùng Đông Nam Bộ đồng bộ hiện đại, giải pháp điều phối xây dựng và phát triển các đô thị lớn trong vùng trở thành các thành phố hiện đại mang tầm cỡ khu vực, giải pháp hình thành và đẩy mạnh phát triển trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo tại thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và tỉnh Đồng Nai, giải pháp xử lý các vấn đề về môi trường, ngập úng, thích ứng với biến đổi khí hậu, trong đó tập trung vào giải pháp bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai và sông Sài Gòn, giải pháp đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng trung tâm dữ liệu vùng, lập quy hoạch thành phố Hồ Chí Minh với vai trò trung tâm vùng gắn với định hướng kết nối đô thị, kết cấu hạ tầng, thúc đẩy liên kết nội vùng và liên vùng, đề xuất một số cơ chế chính sách đặc thù cho vùng, giải pháp phát triển vành đai công nghiệp, đô thị, dịch vụ, logistics dọc tuyến vành đai 3, vành đai 4, các giải pháp kết nối với thành phố Hồ Chí Minh, phát triển chuỗi công nghiệp đô thị Mộc Bài, thành phố Hồ Chí Minh, cảng Cái Mép Thị Vải gắn với hành lang kinh tế xuyên Á, hình thành khu thương mại tự do gắn với cảng biển tại khu vực Cái Mép Hạ, cùng với biểu dương những kết quả mà các địa phương vùng Đông Nam Bộ đạt được, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đó là tốc độ tăng trưởng kinh tế và năng suất lao động của vùng những năm gần đây có xu hướng chậm lại. Nguyên nhân cơ bản là việc liên kết phát triển vùng, xây dựng không gian kinh tế chưa hiệu quả, nguồn lực bị phân tán, lợi ích của từng địa phương bó buộc theo địa giới hành chính, thậm chí còn cạnh tranh, làm triệt tiêu lợi thế chung của toàn vùng. Việc trao quyền nhiều hơn cho địa phương chưa có sự điều phối, phối hợp giữa các địa phương trong vùng đã tạo sự phân mảnh, chia cắt không gian kinh tế vùng. Về hoạt động của Hội đồng điều phối vùng, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các đồng chí bí thư, các đồng chí thành viên hội đồng vùng cần tập trung chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình, dự án, các hoạt động liên kết vùng bảo đảm đồng bộ, nhất quán và hiệu quả, phù hợp với quy định pháp luật và các quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Về điều phối, các thành viên hội đồng cần tích cực đóng góp ý kiến, phát huy vai trò điều phối của hội đồng vùng trong quá trình tổ chức thực hiện quy hoạch quốc gia, các địa phương sớm hoàn thiện quy hoạch tỉnh, nhất là thành phố Hồ Chí Minh. Cùng với đó là chủ động nghiên cứu, đề xuất về thể chế, cơ chế, chính sách đặc thù phát triển vùng Đông Nam Bộ, thúc đẩy liên kết vùng, hỗ trợ các địa phương trong vùng giải quyết những vấn đề liên tỉnh, thành phố không thuộc thẩm quyền của các địa phương trong vùng. Người đứng đầu chính phủ cũng nhấn mạnh, vấn đề điều phối trong lĩnh vực đô thị, logistics, dịch vụ chất lượng cao, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đặc biệt là việc sớm nghiên cứu thành lập quỹ phát triển hạ tầng vùng để có nguồn vốn bố trí riêng cho các lĩnh vực liên kết, có chính sách huy động nguồn lực xã hội và hoạt động liên kết để sớm đưa Đông Nam Bộ là vùng phát triển năng động, trung tâm kinh tế tài chính, thương mại, dịch vụ, giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số hàng đầu cả nước và khu vực Đông Nam Á, giữ vai trò quan trọng trong liên kết phát triển với các vùng kinh tế khác.